Bạn có nhiều câu hỏi về sức khỏe trong mùa dịch. Bạn muốn tìm một nơi uy tín để giải đáp những câu hỏi ấy. Ghé ngay Sài Gòn Tiếp Thị để đón xem chương trình Thắc Mắc Mùa Dịch, nơi các bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp mọi vấn đề về sức khỏe của bạn trong mùa dịch một cách nhanh chóng. Bác sĩ cho em hỏi là người có gắn máy tạo nhịp tim thì có thể chích ngừa vaccine COVID được không ạ? Máy tạo nhịp tim thì phải hỏi cái thời gian gắn đã là bao lâu rồi, hiện giờ nó đã ổn định chưa? Trong cái chỉ định tiêm ngừa vaccine, tiêm vaccine ngừa COVID á, thì nó có một cái chỉ định cho phép là những cái bệnh nền mãn tính đã ổn định thì được phép tiêm. Và đặc biệt những cái bệnh nền hoặc là có sử dụng thêm những cái thủ thuật khác, gắn máy tạo nhịp hay đặt stent hay là gì đó mà đã lâu và hiện giờ đang trong giai đoạn rất ổn định thì vẫn nên tiêm. Dạo gần đây thì em thấy có nhiều người ta đổ xô đi mua thuốc hạ sốt nè, mua dầu, rồi gừng, rồi chanh, rồi người ta truyền tai nhau là mỗi một ngày uống một ly chanh xả gừng thì sẽ phòng ngừa được bệnh COVID. Thì em không biết là cái phương pháp này nó có đúng hay không, thì bác sĩ có thể giải thích cho em hiểu thêm được không ạ? Chữa thì chắc chắn là không chữa rồi, nhưng mà nó có thể làm cho mọi người có một cái yếu tố về tâm lý thì cũng tốt. Cái thứ hai nữa là bản thân những cái đó thì nó cũng có cái tính sát khuẩn nhẹ. Rồi đó là những cái bài thuốc dân gian. Thí dụ như người ta xông bằng những thứ đó thì cũng rất là tốt. Thành ra bản thân của tôi thì tôi không có phản bác gì những cái sử dụng những cái đó trong việc đề phòng trong mùa COVID này. Vừa rồi là một số giải đáp của bác sĩ. Nếu quý vị và các bạn có những câu hỏi, thắc mắc nào, hãy liên hệ qua fanpage của chúng tôi, www.facebook.com/saigontiepthi.vn hoặc qua email admin@saigontiepthi.vn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp ngay dưới video này. Mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất. Cuối cùng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và đừng bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo nhé!